À, dạ vâng, quý vị cảm nhận thấy sao ạ? Rất là chớn đúng không ạ? Và tiếng cối lổ thì rất là rền vang đúng không ạ? Dạ vâng, tiếng cối lổ rất là thanh chị nhá. Và độ chớn thì không phải phải bàn đúng không ạ? Rất là chớn. Vâng, đó là độ chớn và tiếng cối lổ đến từ cặp bánh rất là nổi tiếng của Ý quý vị nhá, cặp bánh full cum model Racing 6 quý vị nhá. Vâng, cặp bánh nhôm rất là cao cấp. Dạ vâng, Nguyễn Long xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người yêu thích đạp thể thao trên toàn quốc ạ. Vâng, xin kính chào quý vị lại quay trở lại với Nguyễn Long. Cửa hàng của Nguyễn Long thì có địa chỉ ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh, và số điện thoại của Nguyễn Long là 0973126389 ạ. Vâng, và Nguyễn Long thì chuyên bán những chiếc đạp thể thao cao cấp hàng Nhật đấu giá, và được chính tay Nguyễn Long đấu giá trực tiếp ở bên Nhật rồi gửi về Việt Nam. Hôm nay Nguyễn Long xin tiếp tục giới thiệu với tất cả quý vị và mọi người một chiếc xe đạp loát carbon mang một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ quý vị nhá. Vâng, rất là nổi tiếng đấy ạ. Đó chính là chiếc Benzline model là Dubai X. Chiếc Benzline này sở hữu cấu hình là khung sần carbon cùng với lại cọc yên carbon, và thông số đo thì là giống ngang là 52,5, giống đứng là 45. Vâng, tương đương sẽ khá là phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m62-63 trở lên cho đến 1m76-77 quý vị nhá. Vâng, tầm 77-78 đấy ạ. Trở về chạy sẽ khá là phù hợp ạ. Vâng, sau đây Nguyễn Long sẽ tiến lại gần cái chiếc Benzline Dubai Carbon này để quay chi tiết hơn xem là quý vị cũng theo dõi. Vâng, như thường lệ Nguyễn Long cũng sẽ đo lại cái thông số giống ngang giống đứng cho quý vị xem có phù hợp với bản thân mình hay không. Vâng, đo chi tiết cụ thể luôn quý vị nhá. Vâng, đó chính là giống ngang thì là 52,5 quý vị nhá. Đó. Còn giống đứng thì là 45 đấy ạ. Vâng, tất cả đều là đo tâm tâm quý vị nhá. Đó. Sẽ khá là phù hợp quý vị cho chiều cao tầm từ 1m62-63 trở lên, tầm 1m77-78 trở về chạy sẽ khá là phù hợp quý vị nhá. Vâng, Benzline thì nó là một cái thương hiệu quá là nổi tiếng ở Mỹ và cũng như là trên toàn thế giới rồi, và đặc biệt là Việt Nam mình thì rất nhiều quý vị cũng đã biết đến Benzline quý vị nhá. Và một cái thương hiệu cực kỳ mạnh, và mô hình của chiếc Benzline này là Dubai X Elite đấy, quý vị nhìn thấy. Và đánh giá tổng thể độ mới về cái chiếc Benzline Dubai Carbon này thì nó cũng còn khá là đẹp quý vị nhá, cũng phải xem 90% đấy ạ. Vâng, cũng có rất ít các vết xước lớn đáng chú ý, chỉ có một vài vết xước nhỏ trong quá trình sử dụng hàng ngày thôi. Và cái nước sơn cũng là một nước sơn bóng quý vị nhá, cho nên là quý vị cũng rất chi là dễ vệ sinh và lau chùi chiếc xe. Và dòng Dubai X thì nó có cái đặc trưng của hãng, nó giống như những chiếc Trek Doman, đó chính là những cái giảm chấn quý vị nhá. Đây Dubai đấy ạ. Đó. Giảm chấn ở càng trước và càng sau. Đấy, mình thấy cho nên tạo cái sự thoải mái và êm ái khi quý vị chạy qua những cái đoạn đường gồ ghề, đường sỏi hoặc là chạy đường dài. Còn cái dòng Trek Doman thì là cái giảm chấn nó sẽ nằm ở cái phần ngã ba chỗ khung ngang và khung đứng này. Đấy, còn dòng Benzline thì nó sẽ nằm ở đuôi càng sau và đuôi càng trước. Đó. Rất đẹp quý vị nhá. Phát carbon nó gửi lại Endurance rất cao cấp đấy. Đây quý vị đã thấy rồi, các cái logo, các cái thông số nhà sản xuất, rồi thì cái chiếc Benzline này là cái model này là đã tham dự các cái giải đua Paris đây quý thế, và Paris Dubai Champion 2009-10 đấy, là có những cái giải đua rất lớn cái thời bấy giờ, mà cái thương hiệu Dubai này đạt rất nhiều cái giải thưởng lớn quý vị nhá. Đuôi càng sau đây có một cái vết xước nhỏ đây quý vị nhá, đó vết xước nhỏ trong quá trình sử dụng hàng ngày dựng xe. Đó. Và còn lại thì tổng thể là đẹp đúng không ạ? Vâng, bên này chỉ có một vết xước nhỏ đây thôi quý vị nhá. Đó, và những cái vết sượt sượt da rất là nhỏ thôi, sượt sượt ngoài da không có ảnh hưởng gì về mặt hình thức cả quý vị nhá. Nói chung là tổng thể nó còn rất là khá là đẹp. Đó, nhìn thấy. Đó. Chỉ có một vết xước nhỏ ở đây thôi quý vị nhá. Cái phần bên trái của chiếc xe. Và phần đuôi càng sau lại giảm chấn đấy ạ, Dubai X. Đó. Và phần thân trên đó. Khá là mới quý vị nhá. Vâng, dây phanh thì âm, hai dây đề đi dương quý vị nhá. Đó. Phần càng trước, phần cản trước cũng có một hai cái vết xước nhỏ nhỏ đây quý vị nhá. Đó, quý vị thấy những vết xước nhỏ trong quá trình dựng xe. Đó, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều về mặt hình thức cả, những cái vết xước rất nhỏ thôi. Đó, phần thân chính. Đó, quý vị thấy còn khá mới đúng không ạ, mọi thứ còn khá là đẹp. Đó, nói chung là những chiếc xe chục năm tuổi như này mà độ mới còn như này là còn rất chi là tốt rồi đúng không ạ, cực kỳ đẹp. Phần gầm của chiếc xe
đó, đấy. Vâng, đây là cái mã vạch, mã tem của nhà sản xuất vị nhá. Nhưng trong quá trình bảo quản lâu ngày đó thì là cái tem này là bị lão hóa, cho nên là các cái thông giấy bóng của giấy, các cái chữ dòng chữ in là có bị mờ theo thời gian quý vị nhá. Đó, bên slide này quý vị này. Đấy, nhưng mà mã số khung, mã số vạch là cái này là tem in, cho nên là vẫn còn rất là sắc nét. Đấy, quý vị thấy. Đó, và tổng thể khung gầm của chiếc xe thì quý vị thấy còn rất là sáng, là đẹp. Đấy, quý vị thấy rất mới quý vị nhá. Không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả. Đó, quý vị thấy. Cả phần dọa dĩa còn rất là đẹp đấy ạ. Chỉ có những cái phần tem giấy dán còn là bị phai màu theo thời gian thôi. Đó. Và trên đây còn cái tem đây nữa quý vị nhá. Tem made in Taiwan. Đó. Đấy, đấy. Cũng bị bạc màu theo thời gian. Đấy quý vị đấy. Đó. Và còn đây là các cái chứng chỉ của Benzline. Đó. Rồi thì cái chứng chỉ mà cái giải đua ở cái của cái thời kỳ ngày ấy quý vị nhá. Vâng, ban đi Champion Vinic ấy. Champion đó. Champion quý vị nhá. Không phải. Đó. Và Nguyễn Long xin cam kết chiếc xe là hàng chính hãng rồi. Quý vị hoàn toàn yên tâm, không có lo gì về hàng nhái hàng fake quý vị nhá. Vâng. Cái đấy là cái bộ phận dàn đầu ghi đông cọc yên bông tăng, thì chiếc xe sở hữu một bộ dàn đầu là ghi đông là nhôm siêu nhẹ và đều là nguyên zin chính hãng của Benzline hết quý vị nhá. Đó, quý vị thấy. Benzline hết. Đó. Ghi đông bông tăng là nhôm siêu nhẹ. Đó. Còn rất là đẹp quý vị nhá. Đó. Chắn cổ mặt bên cũng là đều là nguyên zin của hãng Benzline. Đó, mọi thứ là còn khá là đẹp, không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả. Đấy, quý vị thấy. Nói chung độ mới rất là cao. Chiếc cọc yên cũng là nguyên zin chính hãng theo xe, đều là của Benzline và bằng carbon quý vị nhá. Anh quý vị thấy có vân carbon này ạ. Đó, rất là đặc sắc. Đấy, quý vị thấy. Chiếc yên cũng là nguyên zin chính hãng của Benzline. Đấy, quý vị thấy. Và cũng còn khá là đẹp. Đó. Chỉ có sợt nhẹ một chút xíu đây thôi. Đấy, phần sợt không ảnh hưởng gì về mặt hình thức cả quý vị nhá. Da không có bị sờn rách quý vị nhá. Đó, còn rất là đẹp. Đấy, quý vị thấy. Yên Benzline. Đó, quý vị thấy rất là mới quý vị nhá. Phần da không có sờn rách gì đâu ạ. Rất đẹp. Chiếc yên rất là êm. Đó, có rãnh thoát khí. Đấy, quý vị thấy body geometry. Logo của Benzline tạo cái cảm giác rất là thoải mái khi quý vị đạp đường dài. Đó. Vâng, như vậy là vừa rồi là khung sơn carbon cùng với lại cọc yên carbon, dàn đầu ghi đông bông tăng là nhôm siêu nhẹ và chiếc yên cũng đều tất cả đều chính hãng của Benzline hết quý vị nhá. Đó. Và tổng thể độ mới quý vị thấy rồi, mọi thứ còn rất là đẹp đúng không ạ? Vâng, khá là đẹp rồi đúng không? Tiếp đến là cái bộ chuyển động đang trang bị trên chiếc Benzline carbon này, thì chiếc xe sở hữu một bộ chuyển động đó là full Shimano 105 quý vị nhá, 5007 2x10. Sau đây là chi tiết từng bộ phận của bộ chuyển động, phần tay nắp phía bên phải. Đó quý vị thấy, rất đẹp quý vị nhá. Chỉ có cái phần chữ số là bị mờ một chút thôi. Còn lại là không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả. Đó quý vị thấy. Rất đẹp quý vị nhá. Phần tay nắp phía bên trái. Tay nắp phía trái thì đẹp hơn quý vị nhá, không có bị mờ chữ số luôn quý vị nhá. Các cái thông số của Shimano 105 đó còn rất là đẹp. Không có vết xước nào đáng chú ý cả. Đó, độ mới rất là cao. Đó, quý vị thấy. Quý vị nhá. Khá đẹp quý vị nhá. Ngã cụm phanh trước Shimano 105. Cụm phanh sau Shimano 105. Đó quý vị thấy rất đẹp quý vị nhá. Cùi níp Shimano 105. Đó quý vị thấy cũng còn khá đẹp đúng không ạ? Chỉ có một chút xước nhỏ thôi. Xước nhỏ cái phần đầu ấy quý vị nhá, không có ảnh hưởng gì nhiều về mặt hình thức cả. Đây quý vị thấy. Nói chung là tổng thể này còn khá là đẹp. Đó quý vị thấy. Độ mới còn khá là ok quý vị nhá. Hoàn toàn ok. Đó quý vị thấy. Chiếc níp Shimano 105 sở hữu thông số là 11. Đây để Nguyễn Long tìm ạ. 11. Để Nguyễn Long tìm. 11 30 quý vị nhá. Vâng, 11 30. Đó. Cối nổ rất là thành đúng không ạ? Và quý vị thấy thân răng níp còn rất là đẹp. Đó. Quý vị thấy rất là vuông vắn quý vị nhá. Đó, quý vị hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ sử dụng của bộ chuyển động. Đó, quý vị thấy rất là đẹp quý vị nhá. Níp còn rất là mới. Chiếc sên cũng là Shimano gia ban đồng bộ theo group vậy nhá, và sên là sên kép anh vị thấy. Rồi dĩa Shimano 105 sở hữu cái thông số là 5034. Cùi đĩa Shimano 105. Đó vị thấy. Mọi thứ còn rất là đẹp đúng không ạ? Không có vết chảy xước nào lớn đáng chú ý cả. Đó vị thấy. Đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Khá là ok quý vị nhá. Đó, chỉ có một hai cái vết xước rất nhỏ xíu lông mèo ấy thôi. Anh vị thấy, không có ảnh hưởng gì nhiều về mặt hình thức cả đúng không ạ? Mọi thứ rất là đẹp. Phía sau của giò dĩa. Đó quý vị thấy. Cũng không có vết chảy xước nào lớn đáng chú ý cả quý vị nhá. Đó, mọi thứ rất là ok. Đó, phần đầu giò dĩa. Đó quý vị thấy. Rất ok quý vị nhá. Chiếc xe sở hữu cặp bê đan phẳng hai mặt Genia. Vâng, rất là thích hợp cho các quý vị có sở thích đi giày thể thao. Đó, giò dĩa phía bên trái. Đó quý vị thấy.
rất đẹp quý vị nhá. Không với sức nào là chú ý cả, bề đan phẳng hai mặt Gania. Vâng, tiếp đến là cái cặp bánh của chiếc Ben Slide này, thì ngay từ đầu video Nguyễn Long cũng đã giới thiệu sơ qua một chút rồi đúng không ạ? Đó là cặp bánh nhôm cao cấp mang cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Italia. Đó chính là cặp bánh full chrome quý vị nhá. Model là Racing 6. Đó vì đấy, và cặp bánh này thì là chạy bạc đạn cối lổ. Đó quý vị đấy. Đó, đùm bánh sau. Vâng, rất là trớn quý vị nhá. Đây là đùm bánh trước. Đùm bánh trước thì phần sơn là có màu đồng ở như đây. Vâng. Đây là phần liền rất là đẹp. Đây vì đây. Đó. Đùm này vì đây. Rất nấu tất cả các căm nó còn nguyên zin quý vị nhá. Đó. Sơn xi rất là đẹp, không hề có bị bong chóc gì xét gì đâu ạ. Đó, chỉ có cần phần đùm bánh trước thì là hơi chuyển sang màu đồng một chút thôi. Cặp liền thì cứt rất là đẹp. Đấy, vì thấy mới đồng bộ cho chiếc xe quý vị nhá. Đó. Đùm bánh sau thì là rất là mới. Đó. Đấy, cặp liền này ạ, cực kỳ đẹp quý vị nhá. Đó. Rất mới, rất đồng bộ cho chiếc xe. Đó. Đúng không ạ? Cặp lốp cũng đồng bộ trước sau, đều vẫn là nguyên zin của Ben Slide hết quý vị nhá. Đây quý vị thấy ạ. Đó, spare này ạ. Đó, Ben Slide quý vị nhá. Đó, thông số là 720x25C. Đấy. Ben Slide Sport đây vì đấy 725C và còn sử dụng rất là tốt quý vị nhá. Đây vì đấy phần ta lồng đẹp. Đó, còn rất là đẹp, không có vết dạn chân chim đâu ạ. À, quý vị thấy rất là đẹp quý vị nhá, cực kỳ tuyệt vời đúng không ạ? Đó. Một cặp lốp còn sử dụng rất là tốt. Phần ta lồng của cặp lốp bánh sau. Đây vì đấy, Sport. Đây Ben Slide đây quý vị nhá. Đấy vì đấy Ben Slide, nguyên zin theo xe hết quý vị nhá. Cặp ta lồng. Đây vì đấy không có vết dạn đúng không ạ? Cực kỳ đẹp. Một cặp nốt mà nguyên zin theo xe. Và sau đây Nguyễn Long sẽ test lại cái tiếng cối lổ và độ trớn của cặp bánh ở gần để cho quý vị nghe kỹ lại một chút quý vị nhá. Tiếng cối lổ rất là thanh đúng không ạ? Vâng, cực kỳ thanh. Đó là đặc trưng của dòng tiếng cối lổ của bánh các thương hiệu của Ý quý vị nhá, bánh Gamba và bánh full chrome. Tì vật bánh sau nguyên zin theo bánh quý vị nhá, full chrome. Thì vào bánh trước cũng là nguyên zin theo bánh đều của full chrome. Vâng, tiếp đến là cái phụ kiện mà trên chiếc xe này người chủ để lại, đó là một chiếc cọng bình nước cũng là nguyên zin theo hãng. Đó, người thấy đều là của Ben Slide. Vâng, tông màu đen trắng, logo màu đỏ, người thấy rất là giống màu của xe không ạ? Họ Ben Slide quý vị nhá. Vâng, một cọng bình nước rất là giá trị, rất là chắc chắn, cọng nước chính hãng quý vị nhá. Mua mới là tiền triệu đấy ạ. Còn đây là cái tiếc túi treo cọng yên phía sau, thì cái này là Nguyễn Long tặng kèm thêm cho quý vị khi quý vị mua xe rồi, để quý vị đựng những cái vật dụng nhỏ nhỏ khi quý vị đạp đi xa. Vâng, rất là thiết thực và tiện dụng quý vị nhá. Dạ vâng, như vậy là vừa rồi thì Nguyễn Long đã giới thiệu rất tổng thể đầy đủ chi tiết tới tất cả quý vị và mọi người về cái chiếc xe đạp mang cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ này. Vâng, đó chính là chiếc Ben Slide, model là Dubai X, sở hữu cái cấu hình là khung sườn carbon với cái cọc yên carbon và bộ chuyển động thì full hết Shimano 105 5007, và cặp bánh nhôm rất nổi tiếng của Ý mà thương hiệu là full chrome, model Racing 6 chạy bạc đạn cối nổ quý vị nhá. Vâng, và độ mới chiếc xe Ben Slide thì quý vị thấy rồi, nó cũng còn khá là đẹp đúng không ạ? Vâng, phải xem 90% trở lên. Vâng, chỉ có một vài cái vết xước rất là nhỏ xíu trong quá trình sử dụng hàng ngày thôi. Vâng, thì về cái mức giá thành mà cửa hàng Nguyễn Long đang chào bán cho chiếc Ben Slide Dubai X Carbon này, nào cái mức giá là chỉ ngoài 20 triệu một chút thôi quý vị nhá. Vâng, X nhỏ thôi. Vâng, cụ thể là 22.300.000 là Nguyễn Long sẽ bao ship code trên toàn quốc ạ. Vâng, quý vị khách hàng nào có nhu cầu mua xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại 0973126389 ạ. Vâng, số điện thoại của Nguyễn Long có kết nối cả với Zalo quý nhá. Và Nguyễn Long có đồ sẽ để số điện thoại ở tiêu đề phía bên dưới video. Vâng, một mức giá mà Nguyễn Long thấy là khá là phù hợp cho một chiếc xe thương hiệu rất là nổi tiếng, rất là mạnh và đặc biệt là độ mới thì cũng còn rất là ok, và cặp bánh chạy bạc đạn cối nổ là một mức giá là Nguyễn Long thấy rất là hợp lý quý vị nhá. Vâng, địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long thì là Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh. Vâng, quý vị khách hàng nào ở gần thì đến xem xe trực tiếp và trải nghiệm thực tế tại cửa hàng. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Vâng, quý khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Khi nhân viên bên bưu điện tới giao hàng thì là quý khách hàng được đồng kiểm cùng với nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long và nhà của quý vị thì là quý vị sẽ thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và Nguyễn Long xin cam kết đến toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc, đó là cái chiếc Ben Slide Dubai Carbon này là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng ạ. Vâng, xin cam kết là như quý vị khách hàng phát hiện ra đó chiếc xe hàng fake, hàng nhái, hàng copy thì là quý vị cứ liên lạc lại với Nguyễn Long, đóng gói gửi trả về cho Nguyễn Long. Nguyễn Long xin cam kết sẽ hoàn trả cho quý vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Vâng, đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long ạ, của chính chủ cửa hàng. Cho nên là quý vị khách hàng ở xa khi mua xe đạp online bên cửa hàng của Nguyễn Long hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Đó, và kia là cái phần giấy tờ đấu giá chiếc xe thì Nguyễn Long cũng sẽ gửi kèm cho quý vị khi quý vị mua chiếc xe đạp này. Vâng, mọi xe đạp đấu giá từ Nhật Bản về thì đều có kèm theo giấy tờ đấu giá đầy đủ quý vị nhá. Và đến đây thì Nguyễn Long xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc Ben Slide Carbon này. Vâng, xin chào tạm biệt toàn thể quý vị và mọi người ạ.